Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 10 của hình học trung điểm của đoạn thẳng, trang 124, 125, 126, sách giáo khoa môn toán lớp 6, tập 1. Các em nhớ đây là tập 1 nha. Và đây cũng là cái video cuối cùng về lý thuyết của hình học ở học kỳ 1. Sau cái video này thì chúng ta sẽ đón xem các cái video mà thầy ôn tập hình học của kỳ 1, rồi các cái đề chúng ta kiểm tra cuối học kỳ 1, cũng như là kiểm tra 45 phút của hình học. Được chưa? Rồi, và bây giờ như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú, đó, bài của ta đây. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu này, trung điểm của đoạn thẳng là cái gì. Đó, vậy đây cái hình 61 này. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Đó, vậy thì trung điểm M của đoạn thẳng AB đây chính là cái điểm nằm giữa AB và nó cách đều AB, tức là cái đoạn MA này phải bằng với cái đoạn MB. Đó, ký hiệu bằng nhau này, đánh dấu. Được chưa? Vậy thì giờ chúng ta sẽ có một cái để chúng ta ghi nhớ trong cuốn tập hay cuốn vở của chúng ta nhé. Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB. Đó, chú ý nha. Và vậy thì đây là khái niệm về trung điểm. Được chưa? Giờ chúng ta sẽ sang nội dung thứ hai. Đó là chúng ta tìm hiểu về cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng. Vậy thì để vẽ được cái trung điểm đoạn thẳng ở đây thì chúng ta có hai cái cách vẽ. Đó, cách thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ nè. Các em đọc cái này thì các em đọc ở trong sách giáo khoa được rồi nhé. Cách thứ hai thì chúng ta sử dụng một cái tờ giấy như thế này, chúng ta gấp này. Đó, đầu tiên chúng ta gấp đôi lại này. Tiếp theo chúng ta gấp đôi nữa này. Đó, được chưa? Thì cái này các em đọc trong sách và các em hiểu rồi, thầy sẽ không hướng dẫn cái nội dung này nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài hỏi chấm thứ nhất nhé. Bài hỏi chấm này. Nếu dùng một sợi dây, cái này thì áp dụng thực tế rất là nhiều nha, sợi dây để chia một thanh gỗ thẳng thành hai phần dài bằng nhau thì chúng ta phải làm như thế nào? Đó, ở đây thì thầy không có cái thực tế. Ví dụ đây là một cái thanh gỗ đi. Đó, cái hộp bút của thầy thôi chứ không có cái gì cả. Được chưa? Vậy thì để mà chúng ta chia cái thanh gỗ này này thành hai cái phần bằng nhau mà với một sợi dây chúng ta làm như nào? Đây thầy chuẩn bị sẵn một cái chỉ này. Vậy thì muốn làm được cái này chúng ta rất là đơn giản. Ta sẽ đo hai cái đầu mép của cái dây này. Đó, chúng ta đặt đầu mép này trùng với hai điểm đầu và cuối của cái thanh gỗ. Sau khi xong thì chúng ta sẽ làm sao? Ta sẽ gấp cái sợi dây này lại. Đó, gấp cái sợi dây này lại. Đó, và chúng ta sẽ thấy là gì? Một nửa sợi dây ở đây. Vậy thì cái điểm một nửa sợi dây đây chính là gì? Là trung điểm của cái thanh gỗ. Đó, được chưa? Đấy, bài toán này được ứng dụng ở trong thực tế rất là nhiều đối với những người mà họ làm mộc làm này kia. Đó, các em thấy những người đóng đồ gỗ này kia, đôi khi người ta không cần thước, người ta sử dụng dây rất là nhiều. Được chưa? Vậy thì đây là ứng dụng của toán học trong thực tế đó. Được chưa? Rồi, và chúng ta sẽ đi đến các cái bài tập. Ta đến với bài tập đầu tiên. Đó là cái bài số 60 này. Bài số 60 nha. Trên tia OX vẽ hai điểm AB. Và giờ chúng ta cứ vẽ cái tia OX đã đi. À, tia OX chúng ta vẽ trước nhé. Tia nha các em. Tia thì nó sẽ có điểm đầu mút. Này điểm O này. Đó, X này. Được chưa? Thầy đặt tạm thời đánh dấu đây đi. Sao cho OA bằng 2 và OB thì bằng 4. Là OA này là điểm O đây. Đúng không? OA thì bằng 2 cm. Đây đây chính là điểm gì? Điểm A nhá. OB thì bằng 4 cm này. À, đây điểm B. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ họ hỏi mình câu A này. Điểm A có nằm giữa điểm O và B hay không? Đó. Họ hỏi mình cái điểm A này này. Có nằm giữa điểm O và B không? Vậy thì nhìn vào đây là chúng ta biết nó nằm giữa rồi, nhưng mà làm sao nó nằm giữa được thì chúng ta phải chứng minh nó. Được chưa? Vậy thì những cái nội dung này ở trong cái bài số 9 chúng ta đã chứng minh rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có này. Theo bài ra thì chúng ta có này. O A và B, ba cái điểm OAB cùng nằm trên tia gì?
cùng nằm trên cái tia O, OX. Đúng không? Đấy, đây là đề bài họ ra trên tia OX nên chắc chắn chúng ta suy được ra A, OAB nhá. OAB này sẽ thẳng về thẳng hàng. Đó, ba anh cùng nằm trên một tia thì chắc chắn là gì? Phải thẳng hàng. Đúng chưa? Và cũng tiếp tục theo bài ra. Theo bài ra nè. Theo bài ra chúng ta có OA thì bằng mấy? Bằng 2 cm này. OB thì bằng mấy các em nhỉ? OB bằng 4 cm. Nên chúng ta có OA nhỏ hơn đoạn OB, được chưa? Đấy, vậy thì từ những cái này chúng ta sẽ suy ra được vậy A sẽ làm sao? Nằm giữa đó, quá đơn giản đúng không? Dễ như chơi liên quân. A nằm giữa O và B. Xong. Đúng không? Dễ hơn là chơi liên quân đúng không? Rồi câu B nè. So sánh OA và AB. Đó. Câu B của chúng ta thì họ bắt mình so sánh à. So sánh OA và AB. Vậy thì giờ chúng ta OA có bằng 2 rồi. Giờ chúng ta chỉ tính cái đoạn AB này thôi. Đúng không? Vậy thì giờ chúng ta sẽ dựa vào kết quả của câu 1. Tức là câu A. Vì A nó nằm giữa gì? A nó nằm giữa O và B. Nên chúng ta sẽ có gì? OB sẽ bằng OA cộng với AB. Bây giờ chúng ta chỉ tính AB thôi. Nên là suy ra AB này sẽ bằng tổng, tức là OB trừ đi OA. Thì suy ra AB, OB bằng mấy? OB bằng 4 trừ đi OA bằng 2. 4 trừ 2 sẽ bằng 2. Vậy thì AB sẽ bằng mấy các em? Bằng 2 cm. Rồi AB bằng 2, OA cũng bằng 2, thì chúng ta sẽ kết luận điều gì? Kết luận điều gì đây? Kết luận là gì? OA bằng với A, AB và cùng bằng 2 cm. Đúng không? Đấy, dễ như là kiểu là chúng ta gánh tim vậy đó. Rồi, câu C. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Và giải thích vì sao? Đó, vậy thì chúng ta sẽ có những dữ kiện này. Thứ nhất là chúng ta đã có được O, A, B. Ba cái điểm này nó làm sao nhỉ? Thẳng gì? Thẳng hàng. Rồi. Thứ hai, cái đoạn OA này. OA này thì bằng cái gì? Bằng với AB và bằng OB chia 2. OA bằng với AB. Và hai thằng này bằng với gì? Bằng với OB chia cho 2, đúng không? Mà OB chia cho 2 tức là sẽ bằng 4 chia cho 2, đúng không? Và nó sẽ bằng 2 cm. Vậy thì từ đây chúng ta rõ ràng chúng ta sẽ suy được ra, vậy A sẽ là trung điểm. Nó trung điểm là điểm nằm giữa hai cái đường thẳng, nằm giữa hai cái điểm, đúng không? Và cách đều hai điểm, được chưa? Đấy, vậy thì A sẽ là trung điểm. Đây là phần lý thuyết. Ở phần số 1 chúng ta tìm hiểu khái niệm trung điểm rồi, đúng không? Của O, OB. Xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 61 nhé. Bài số 61 họ cho mình cái gì đây? 61 cho hai tia đối nhau. Hai tia đối nhau nha. OX, các em chú ý tia đối nhé. OX và OX phải trên OX vẽ điểm A sao cho OA bằng 2. OX phải điểm B sao cho OB bằng 2. Rồi, giờ cứ vẽ cái hình ra đã rồi chúng ta sẽ làm. Rồi, giờ chúng ta vẽ cái tia này. Chắc chắn O sẽ là gì? Điểm chung rồi này. Được chưa? O này. Bên này sẽ là gì? OX này. Bên này sẽ là OX, X phải. Đó, hai tia này đối nhau nhé.
trên OX. Điểm A sao cho OA bằng 2. Đó, tức là chúng ta sẽ lấy đây 2 chỗ này đúng không? Đây, đây sẽ là OA này bằng 2 này. Trên OX phải này, lấy điểm B sao cho OB cũng bằng gì? Bằng 2 này. Đây, vậy thì điểm B đây nhá. OB này cũng bằng 2. Hỏi O có là trung điểm của AB không và giải thích vì sao. Đó, vậy thì lấy cái này, bài này quá đơn giản rồi đúng không? Tưởng hỏi cái gì? Nhìn đây chúng ta biết đây bằng 2, đây bằng 2 thì nó sẽ là trung điểm, nhưng mà chúng ta sẽ chứng minh nó như thế nào thôi, đúng không? Ta có nè, điểm A, điểm O và điểm B. Chúng làm sao? Chúng thẳng hàng. Vì sao đây? Vì OX và OX phải này sẽ là hai gì? Nó là hai cái tia đối nhau. Hai tia đối nhau thì sẽ tạo thành một gì? Một đường thẳng. Tia đối nhau tạo thành cái đường thẳng là gì nhỉ? X phải đúng không? Đường thẳng x phải, được chưa? Rồi, đây là cái thứ nhất nhá. Vậy thì cái thứ hai cũng theo bài ra. Theo bài ra thì chúng ta thấy ô nó sao nhỉ? Nằm giữa. Ô này nằm giữa A và B này. Nên điều gì đây? Nên OA này sẽ bằng với OB, đúng không? Đúng chưa nào? Và nó sẽ bằng bao nhiêu? 2 cm. Vậy thì từ điều này chúng ta sẽ kết luận được, vậy thì O là trung điểm của gì? AB. Quá dễ. Trung điểm của AB. Xong. Bữa này chuyển sang nói với các em về liên quân không nhỉ? Dễ hơn cả là chơi liên quân. Rồi, ta đến với bài số 62 nào. Không biết ghi game liên quân như thế nào, nhưng thấy học sinh của thầy 10 đứa thì tới 9 đứa để chơi, cả nam nữ chơi rất là nhiều. Đó. Và thấy có cả các cái giải đấu của thế giới để khu vực gì nữa không ạ? Rồi, bài số 62 nhá. Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng x phải y phải trên xx phải, vẽ đoạn CD dài 3 y phải. À, cái này thì chúng ta phải nêu cái gì? Nêu cái cách vẽ, đúng không? Đó, vậy thì cách vẽ ở đây thì chắc chắn là gì? Chúng ta phải vẽ bằng rất là nhiều cái cách rồi. Vậy đây thì thầy sẽ vẽ cho các em xem nhé. Nhất là O là giao điểm của x phải y phải này. Giờ các em cứ vẽ hai cái đường này đi. Được chưa? O là giao nhé. Thì cái này chúng ta sẽ vẽ mang tính chất là mô phỏng thôi chứ không thể hiện hết kích thước được. Đây, x phải y phải này. Đó, đây sẽ là hai cái đường này, hai đường thẳng x phải này, đây sẽ là y phải này, và O đây sẽ là gì? Giao điểm này. Đó, được chưa? Trên tia x phải này, vẽ cái CD dài 3 cm, vẽ cái đoạn CD, tức là cái đoạn này đi, thầy mô phỏng giả định đây là cái đoạn CD, được chưa? Vẽ cái đoạn CD này. Chúng ta lấy điểm C đây, điểm D đây. Đó, ví dụ cái này nó dài là 3 cm nhé. Cái này thì do là giấy ở đây thầy không có đủ nên thầy chỉ vẽ như vậy để kèm nắm thôi. CD này, đó là dài 3 cm. Trên Y phải thì đoạn EF dài 5 cm. Đó, tương tự như vậy thì trên cái anh này chúng ta cũng sẽ vẽ một cái đoạn gọi là đoạn EF. Đây là E này, EF chẳng hạn này, được chưa? Đó, vậy thì cái anh này này là dài 5 cm nhá. Đó, cái anh này là dài là 5 cm, anh này dài
3cm này. Đó, nhìn các em nhìn để các em biết thôi nhé. Được chưa? Sao cho O là trung điểm của mỗi cái đoạn đó. Được chưa? Tức là ở đây thì cái thằng này là mấy 3cm thì cái này phải là mấy đây? Cái này là phải là 1,5. Bên này phải là gì? 1,5 nè. Đúng không? Cái này là 5 thì cái này đến đây, đến tâm O này là sẽ là mấy? 2,5. Anh này cũng sẽ là 2,5. Được chưa? Và thì đây là vẽ như vậy để em biết. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm cái cách vẽ như thế nào đã. Trước hết mà đi đến cái cách vẽ thì chúng ta phải lập luận nó đã thì mới vẽ được nha. Được chưa? Ta lập luận nó nha. Vì nè, vì cái O này là trung điểm. O là trung điểm của ai? Của CD và EF này. Đó, nên chúng ta sẽ có những cái điều sau. OC này. OC bằng với OD này, OC bằng OD và nó sẽ bằng cái đoạn gì? CD chia cho 2, tức là nó sẽ bằng mấy? Bằng 3 chia cho 2. Vậy thì mỗi một đoạn này nó bằng 1,5 gì? cm này. Được chưa? Rồi, cái thứ hai này, OE bằng với OF và nó sẽ bằng EF chia cho 2, tức là nó sẽ bằng 5 chia cho 2. Vậy thì nó sẽ bằng 2,5 cm. Đó, vậy thì đây chính là vì sao nó có những cái đường này. Được chưa? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành về cách vẽ này. Cách vẽ thì chúng ta sẽ có hai cái cách vẽ nha. Thì thầy vừa thực hiện chúng ta về cái cách mà chúng ta dùng thước. Cách vẽ chúng ta có hai cái cách, ta dùng thước và dùng compa. Vậy thì ở đây thì chúng ta thầy sẽ chỉ vẽ là cách mà dùng thước thôi. Được chưa? Đó, chúng ta còn cái cách bằng compa thì các em có thể tự làm nha. Cách thứ nhất là dùng thước. Dùng thước đây sẽ là cách thầy gọi là cách 1 đi. Được chưa? Cách vẽ này, đầu tiên thì bước thứ nhất là chúng ta sẽ dùng thước này. Dùng thước. Các em vẽ gì? Vẽ hai đường thẳng. Dùng thước để chúng ta vẽ hai cái đường thẳng x phải và đường thẳng y phải này. Đó, tức là chúng ta vẽ hai đường thẳng này. Được chưa? Rồi. Được chưa? Tiếp theo nè. Y phải hai cái này nó sẽ cắt nhau tại O đó nhá. Cắt nhau tại cái điểm O. Đó, cho nó đúng. Được chưa? Tiếp theo, bước thứ hai chúng ta đặt nè. Đặt cạnh thước. Đặt cái cạnh thước trùng với cái đường gì? Đường thẳng x phải nè. Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng x phải sao cho cái vạch 1,5 m đó. Vạch 1,5 cm nó trùng với gì? Trùng với cái điểm O. Trùng với điểm O. Đúng không? Và cách vạch chỉ 0cm và 3cm. Cách gì? Cái vạch mà chỉ gì? 0cm và vạch chỉ mấy? Vạch chỉ 3cm. Được chưa? Vậy thì đây chính là hai cái điểm gì cần vẽ. Đó chính là hai cái điểm mà chúng ta cần vẽ. Được chưa? Đó. Và thì đây là đối với cái CD này. Đó. Ví dụ ở đây, tại vì vừa nãy như thầy nói là thầy chỉ lấy mô phỏng thôi. Vậy thì cái điểm 1,5 ở đây, tức là chúng ta sẽ từ 0 cho đến 3 thì nó sẽ nằm ở đây đúng không? Thì cái 1,5 này nè. 1,5 các em phải trùng với cái điểm 0 rồi này. Vậy thì cái điểm C chúng ta sẽ lấy ở điểm 0 và điểm D chúng ta sẽ lấy ở điểm gì? Điểm 3. Đó, tương tự như vậy thì với cái đường thẳng y phải chúng ta sẽ có được
điểm E và điểm gì? Điểm F thôi, được chưa? Đó. Tiếp theo nè, chúng ta cũng lại với cái y phải nha, chúng ta cũng đặt cạnh thước trùng với đường thẳng gì y phải. Chữ thầy bữa nay viết hơi bị xấu đúng không? Đường thẳng y phải đó, sao cho cái vạch này là vạch bao nhiêu các em? 2,5 cm này. 2,5 cm này nó trùng với cái điểm O, và cách vạch chỉ 0 cm và chỉ 5 cm. Vậy thì đây chính là hai cái điểm cần vẽ. Đó chính là hai điểm cần vẽ. Hai điểm cần vẽ. Cụ thể ở đây đó là điểm gì? Điểm E và F nè. Đó. Ở trên đây là điểm gì? Điểm C và điểm gì? Điểm D. Được chưa? Đấy, vậy thì cái bài toán này thực ra là họ chỉ yêu cầu mình cách vẽ thôi chứ không có cái gì cả. Đó, tương tự như vậy thì cái cách mà các em dùng compa thì các em có thể chú ý nhé. Compa thì chúng ta đo trên cái đường thẳng đó là 1,5 thôi, sau đó chúng ta gì quay một cái vòng tròn thì chúng ta sẽ có cái đường bên kia đó, hiểu chưa? Đấy, thì do cái thời gian không có nhiều nên là thầy chỉ hướng dẫn vậy thôi. Chúng ta dành thời gian này làm các cái bài khác. Tiếp theo chúng ta đến với cái bài số 63. Bài 63 này. Khi nào thì ta kết luận được điểm Y là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau. Đó, cái này chúng ta chỉ chọn thôi. Câu A này. IA bằng IB. Đó, nếu IA bằng IB đã đúng chưa? Cái này chưa đủ đúng không? Sai, bởi vì sao? Bởi vì nó còn thiếu một cái điều kiện, đó là IAB này nó phải làm sao? Phải thẳng hàng đúng không? Đó, ba thằng này nó phải thẳng hàng mới được. Đó, ví dụ ở đây IA này, đây này A này, đây IB này, đây điểm B này. Đó, hai cái này bằng nhau nhưng mà nó đâu thẳng hàng. Đó, đúng không? Rồi, câu B này. IA cộng IB bằng với AB. Cái này có đủ chưa? Cái này cũng chưa đủ. Sai, bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ thiếu điều kiện gì? Thiếu điều kiện IA này phải bằng với IB và bằng gì? AB chia cho 2. Đúng không? Rồi, tương tự như vậy thì câu C này. Họ đã có là IA cộng IB bằng AB và hai cái này bằng nhau. Đấy, vậy thế này đúng chưa? Cái này quá đúng rồi. Đúng và còn đủ nữa chứ, đúng không? Đúng. Vì sao đây? Vì chúng ta có IA cộng IB bằng AB, tức là ba cái thằng này nó sẽ thẳng hàng rồi, đúng không? Đó, IA và B này nè. Đó, cái điều kiện thứ nhất này nè. Đây là nó là gì? Thẳng hàng rồi nè. Được chưa? Cái thứ hai, IA bằng với IB, tức là Y nó sẽ là gì? Là trung điểm rồi, đúng không? Rồi, D nè. IA bằng IB và bằng AB chia 2. Đó, vậy thì cái này cũng rất là đúng rồi, đúng không? Đó, vì sao? Vì ba cái thằng này là gì? Nó thẳng hàng rồi, được chưa? IA bằng IB nè. Đó, và nó bằng AB trên 2. Tức là AB trên 2 ở đây nó sẽ bằng IA cộng với IB, nó sẽ bằng AB, đúng không? Đó, đúng nè. Vì chúng ta có nè, IA bằng với IB và ba cái thằng IAB này nó thẳng hàng rồi. Tức là
tức là IA cộng với thằng I, IB này nó bằng với thằng A, AB. Được chưa? Rồi. Thì cái bài này chỉ giúp chúng ta ôn lại các cái điều kiện thôi. Điều kiện để chúng ta kết luận được Y là trung điểm thôi. Được chưa? Giờ chúng ta sẽ sang bài số 64. Cho cái đoạn thẳng AB dài 6cm nha. Đoạn thẳng AB này. À, cái của thầy rút đâu rồi? AB dài 6cm này. Giờ chúng ta cứ kẻ cái đoạn thẳng AB đó đi. Kẻ nó đó nhá. AB dài 6cm này. Rồi. Đây là A này. Đây là B này. Đó. 6cm gọi C là trung điểm của AB. C là trung điểm, vậy thì tức là C này nó sẽ nằm ở điểm gì? 3cm đúng không? Đó, vậy thì đây C sẽ là trung điểm này của AB. Lấy D và E, hai điểm thuộc AB sao cho AD, sao cho AD này. AD bằng 2, BE thì cũng bằng 2 này. Vậy thì AD đây, đây là điểm D nhé. AD bằng 2 và BE. BE này cũng gì bằng 2 này. Đây là điểm E này. Được chưa? Đó. Và người ta hỏi vì sao C là trung điểm của D, DE. Tức là giờ họ bắt chứng minh, mình chứng minh là C là trung điểm. Được chưa? Đó, vậy thì để chứng minh cái này thì chúng ta phải chứng minh vì sao này. Vì sao C nó là trung điểm? C là trung điểm của cái DE. Vậy thì chúng ta phải chứng minh, thứ nhất là ba cái thằng này nó phải làm sao? Chứng minh được D, C, E này nó là gì? Thẳng hàng này. Đúng không? Đó, đây là cái thứ nhất chúng ta phải chứng minh này. Cái thứ hai chúng ta phải chứng minh được CD này bằng với gì? C, CE. Đó, vậy thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh nhé. Theo bài ra thì chúng ta sẽ có điều gì? Đó. Theo bài ra thì chúng ta có này. C là gì? Là trung điểm. C là trung điểm của AB đúng không? Đó. Nên chúng ta sẽ có điều gì đây? Nên AC này. AC đây này. Sẽ bằng với gì? C, CB và bằng AB này chia cho 2. AB chia cho 2 thì tức là AB thì họ cho bằng 6, 6 chia 2 sẽ bằng 3cm này. Được chưa? Vậy thì cái đoạn AD này, đoạn AC này và cái đoạn CB này, mỗi một đoạn này thì bằng 3cm rồi. Đúng không? Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái điều gì? AC này nó lớn hơn AD. Đúng không? AC đây này, cái đoạn này nó lớn hơn cái đoạn AD này. Đó, tức là 3 này sẽ lớn hơn 2. Nên chúng ta sẽ có một điều gì? D sẽ nằm giữa. Nên là thằng D này nằm giữa A và C. Được chưa? Đó, D nằm giữa A và C, do đó chúng ta sẽ có AD cộng với D, DC. Đúng không? Bằng với A, AC. Đó, vậy giờ chúng ta suy ra là DC này sẽ bằng gì? Bằng AC trừ AD. Và nó sẽ bằng mấy các em? 3 trừ đi 2. Và nó sẽ bằng mấy? Bằng 1. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có DC là bằng 1cm. Đó, và chúng ta gọi đây là gì? Cái thứ nhất này. Được chưa? Cái thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục tính cái đoạn tiếp theo này. Chúng ta cũng có này. Chúng ta cũng có BC lớn hơn BE này. Đúng không? BC này lớn hơn BE. Đúng không?
tức là gì? 3 này cũng lớn hơn hơn 2. Nên là điểm E, E cũng sẽ nằm giữa, E này cũng nằm giữa B và C. Đó, do đó này. Do đó chúng ta cũng có điều gì? CE này cộng với EB bằng CB. À, bây giờ chúng ta phải tính đoạn CE, đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được CE bằng CB trừ EB, tức là sẽ bằng mấy đây? Bằng 3 trừ 2 cũng bằng 1. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có CE bằng 1 cm. Và chúng ta tạm gọi đây là gì? Là 2. Được chưa? Vậy thì bây giờ từ cái kết luận 1 và cái kết luận 2 đây nè. Đó, cái này trong bài 9 thầy đã giới thiệu sang 1, 2 này nhá. Thì chúng ta sẽ có DC này bằng với CE và cùng bằng 1 rồi, 1 cm. Được chưa? Được chưa nào? Và mặt khác thì chúng ta cũng có nè. Mặt khác chúng ta cũng có 3 cái điểm. 3 điểm gì? DC. 3 điểm gì? DC và E này nó cùng nằm trên đoạn thẳng gì? Đoạn thẳng AB. Nên là 3 cái thằng này nó thẳng hàng. Được chưa? Tức là chúng ta chứng minh điều kiện thứ 2. Được chưa? Chúng ta chứng minh được 2 cái này rồi. Giờ chúng ta chứng minh thằng này thẳng hàng này. Đó, ta có này. 3 cái điểm D, C, E. Đó, 3 cái điểm này nó thẳng được. Thẳng hàng này. Do đó C sẽ là gì? Là trung điểm thôi. C sẽ là trung điểm của DE. Được chưa? Đó, vậy thì đây chính là cái điều phải chứng minh. Thì ngoài cái cách mà chứng minh như thầy ở đây thì các em có thể áp dụng theo một cái cách nữa, đó là cái dạng tia đối ấy. Đúng không? Đó, cái dạng tia đối thì nó cũng sẽ chứng minh về vấn đề thẳng hàng. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bài cuối cùng đi. Bởi vì rất là dài rồi, video này 30 mấy phút rồi. Và đến với cái bài số 65 nhé. Bài số 65 họ có xem cái hình 64. Này hình này. Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. À, bây giờ chúng ta đo này. Họ yêu cầu mình đo thì mình phải đo đã. Đo đoạn thẳng này. Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD và CA này. Đó, chúng ta phải đo xem bằng bao nhiêu. Được chưa? Đó, kèm lấy thước kèm đo thôi. Vậy thì đây chúng ta đo cái đoạn đầu tiên AB này. AB này bằng mấy các em nhỉ? 2,5 đúng không? Rồi. Đoạn thứ hai là BC này. BC này. BC này cũng 2,5 đúng không? CD. CD đây. 2,5. Và đoạn CA hay là AC. À, như vậy thì tất cả các đoạn thẳng này của chúng ta đều có điểm chung là 2,5 cm. Được chưa? Rồi, chúng ta đo xong nhá. Rồi, bây giờ sau đó chúng ta sẽ đi đến các cái phát biểu này. Câu A này. C có là trung điểm. Điểm C là trung điểm. Trung điểm của thằng nào? C là trung điểm của gì? B. BD. Được chưa? À, thầy viết vào đây luôn nhá. Thôi, thầy viết đây đi. Trung điểm này, của này. À, chỗ chấm này. BD vì cái gì? Vì cái gì đây? Vì C này nó nằm gì giữa B và D. Vì C nằm giữa B và D. Và thêm một cái điều kiện nữa nha. Thêm một điều kiện nữa thì mới được đó. Và BC bằng với CD và cùng bằng 2,5 cm. Đó, vậy nó mới chặt chẽ nha. Rồi câu B. Điểm C không là trung điểm của C này không là trung điểm của cái gì?
của AB, đúng không? C này không là trung điểm của AB vì nó không thuộc đoạn gì AB, đơn giản. Rồi, C này, điểm A này không là trung điểm của BC vì sao? Vì A này không gì? A này nó không thuộc thằng nào? BC. Được chưa? Đó. Như vậy thì đến đây thì chúng ta đã thực hiện xong cái phần lý thuyết của hình học ở học kỳ 1. Và cái video này đến đây cũng tương đối là dài rồi. Và đến đây thì thầy và các em tạm thời chia tay nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong cái bài ôn tập hình học cuối học kỳ 1. Rồi, tạm biệt các em.